Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về những bức xúc của hàng chục hộ dân xã Phong Xuân, huyện Phong Điền với những hoạt động khai thác khoáng sản phục vụ nhà máy xi măng Đồng Lâm đã tồn tại lâu nay nhưng vẫn chưa có giải pháp để khắc phục. Thường trực huyện ủy Phong Điền mới đây cũng đã phối hợp với doanh nghiệp để tổ chức đối thoại với người dân bị ảnh hưởng, phản ánh của phóng viên thời sự. Bức xúc của các gia đình ở gần vành đai khai thác mỏ Phú Gia của nhà máy xi măng Đồng Lâm là những vấn đề hết sức cụ thể. Đó là khói bụi, tiếng ồn, sụt lún, mất nước canh tác hoa màu, nứt sập nhà. Giờ khai thác nổ mìn đã được ấn định từ 11 đến 13 giờ và từ 16 giờ 30 đến 17 giờ hàng ngày là thời điểm nghỉ ngơi sau một buổi lao động học hành và một ngày vất vả với đồng áng mưu sinh. Tuy nhiên, hầu như chẳng có thời gian nào là yên bình. Hàng ngày mà khói bụi lần có nhiều khói bụi ở đây á, là thường thường trước đây là chỉ có khói bụi cái đường tỉnh lộ là xe chạy là bụi rồi á, mà bây giờ là cả cái bụi xe chạy này mà cả và cái bụi là cái ô nhiễm của môi trường của cái bên chỗ mà người ta khoan ấy, là khói bụi khoan này, rồi là cái chất bột pháo đánh khói lên, rồi là xe chạy nhiều quá là âm ầm chằng chạng cả đêm lên ngày. Buổi đối thoại mới nhất này được tổ chức với sự tham dự của Thường trực Huyện ủy Phong Điền, bao gồm Bí thư Huyện ủy và Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện, đại diện nhà máy xi măng Đồng Lâm là một vị phó giám đốc cùng chính quyền sở tại, đông đảo người dân tham gia. Đa phần những ý kiến của người dân đều được tập hợp, tổng kết để tìm ra một giải pháp hợp lý nhất, vừa đảm bảo cuộc sống của người dân an cư lạc nghiệp, đồng thời đảm bảo để nhà máy hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, công nghiệp của địa phương. Với ba nội dung chính được phản ánh, đó là vấn đề lún sụt ruộng vườn sân nhà, nứt nẻ kết cấu xây dựng, chủ yếu là nhà cửa của người dân, khói bụi, tiếng ồn, mất diện tích canh tác, bao gồm 16 hộ sụt lún nằm cách đê bao khu mỏ khoảng 50 m, các hộ có diện tích sụt lún lớn, đường kính từ 2 đến 9 m, chiều sâu khoảng 2 m, một số điểm sụt lún trong bán kính từ 50 đến 900 m, gây ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp. 134 công trình nhà cửa chịu ảnh hưởng trong phạm vi từ 200 m đến 500 m. Diện tích sản xuất bị ảnh hưởng do sụt lún, đảo văng, bị mất nguồn nước ngầm là hơn 22 ha. Ghi nhận ý kiến và sẽ có hướng khắc phục, đó là khẳng định của lãnh đạo huyện Phong Điền. Khi phát hiện được vấn đề này, thì lãnh đạo huyện đã bàn bạc thống nhất với công ty cổ phần xi măng Đồng Lâm, lãnh đạo của xã Phong Xuân, đặc biệt gặp gỡ trao đổi với bà con để tìm ra cái giải pháp để khắc phục. Theo đó, thì đối với cái diện tích 36 ha mà chúng ta hay gọi là vấn đề cát đấy, thì lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã đề nghị sẽ xây dựng một phương án đề nghị thu hồi lại và có một cái kế hoạch sử dụng cái đất này cho có hiệu quả. Để đảm bảo lợi ích của người dân cũng như hoạt động của nhà máy, mà hơn hết là sức khỏe cộng đồng, trong đó trẻ em là quan trọng, thì cần có phương án di dời các hộ gia đình ở trong bán kính 300 m. Phương án thu hồi diện tích đất sản xuất bị ảnh hưởng do khói bụi, mất nước canh tác tại khu vực đê bao số 1 gần với mỏ khai thác đá của nhà máy. Mong rằng lãnh đạo tỉnh, huyện và đơn vị xi măng Đồng Lâm sẽ có hướng giải quyết phù hợp nhất.